Theo báo Lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trên cả nước hỗ trợ tiêu thụ 23.500 tấn bơ, 62.000 tấn sầu riêng trong bối cảnh thị trường tiêu thụ đang bị bó hẹp do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, năm 2021 địa phương có 12.000 ha sầu riêng, diện tích thu hoạch khoảng 5.300 ha với sản lượng khoảng 103.000 tấn. Sầu riêng ở tỉnh Đắk Lắk bao gồm các loại sầu riêng địa phương, Ri 6, Dona, Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2021, chủ yếu còn lại sầu riêng giống Dona với diện tích khoảng 4.300 ha, sản lượng còn khoảng 62.000 tấn. Đối với cây bơ có tổng diện tích khoảng 9.000 ha, diện tích cho thu hoạch khoảng 5.400 ha, sản lượng khoảng 82.000 tấn. Các giống bơ ở Đắk Lắk chủ yếu như bơ 034, bơ sáp, bơ bút, bơ has. Tính đến ngày 30 tháng 8 năm 2021, chủ yếu còn lại bơ bút, bơ has chuẩn bị vào vụ thu hoạch với diện tích khoảng 2.200 ha sản lượng khoảng 23.500 tấn. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc giá sầu riêng hiện tại giao động 25.000, 38, 38.000 đồng trên kg tùy từng loại, giảm 20.000, 25.000 đồng trên kg so với năm 2020. Đối với giống bơ, 034, bơ sáp đã hết vụ với giá trung bình 10.000, 20.000 đồng trên kg tùy từng loại. Các loại bơ bút và bơ has đến giữa tháng 9 mới thu hoạch nên chưa định được giá. Thời gian qua, nhiều tỉnh, thành đồng loạt áp dụng chỉ thị 16 kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông vận chuyển hàng hóa qua lại giữa các địa phương. Do dịch Covid-19 nên số lượng thương lái, chủ yếu ở các tỉnh miền Tây đến thu mua các loại nông sản ở Đắk Lắk không nhiều như những năm trước. Trong đó, việc đưa công nhân kỹ thuật lên tỉnh Đắk Lắk để thu mua, bóc tách, vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn. Đối với việc xuất khẩu cũng bị ách tắc do phía Trung Quốc siết chặt tại các cửa khẩu, dẫn đến lượng nông sản bị ùn ứ. Một số doanh nghiệp bóc tách sầu riêng phải cấp đông chữ hàng để khi có điều kiện thông thương mới xuất hàng, điều này ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của người dân nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sầu riêng và bơ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi các bộ, ngành trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong nước đề nghị quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giới thiệu, hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản. Theo đó, tỉnh Đắk Lắc đã đề nghị Ủy ban nhân dân Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lào Cai và các hệ thống siêu thị co, Opmart, Big C, Mega, Bách Hóa Xanh hỗ trợ các doanh nghiệp đưa mặt hàng nông sản trái cây lên gian hàng Việt trực tuyến trên sàn thương mại điện tử tỉnh Đắk Lắk sẽ tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp, thương lái thu mua, phân phối nông sản và phương tiện vận chuyển. Chỉ đạo các ngành tiếp tục giả soát kho cấp đông trên địa bàn để giới thiệu cho doanh nghiệp thu mua nông sản thuê lại. Mặt khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị các cơ quan truyền thông tuyên truyền để người dân nắm bắt trong tình hình dịch khó khăn, ngày càng diễn biến phức tạp, tránh tình trạng trần trừ, chờ giá cao rồi bán dẫn đến mất cơ hội kết nối tiêu thụ.